Dạ, hello ông bà cô chú và anh chị nha. Mình mới muốn chúc ông bà cô chú và anh chị thật nhiều sức khỏe nha ông bà cô chú và anh chị. Ở này ở dưới quê mà mưa quá à cô chú anh chị, nắng mưa lớn quá à. Mưa lớn quá rồi anh quê chia sẻ đến cả nhà mình thương luôn cả nhà. Mưa lớn quá để chút xíu mưa rồi em xuống ăn cái đợt coi thấy không có con cá chạy cơm rồi nó cũng hư nó chạy xuống đặt lục coi thử xuống có gì ăn này như là có đi kiếm ăn chở búa đâu rồi chứ không nào. Giờ anh chờ anh tạnh mưa rồi ông bà cô chú và anh chị, mấy dịch này nó quằn nó tắm mưa quá trời luôn, mưa nước nó ngập nước lên quá trời lên luôn, nên nó ngập cả này nè cô chú anh chị. Giờ mình lấy cái đục xuống dưới kinh mình đặt kiếm mấy tôm cá ăn cô chú anh chị ơi. Mưa này tôm cá là nó chạy theo trời mưa đó, mình kiếm mấy con mình ăn. Giờ em đi vác cái đục xuống dưới kinh em đặt kiếm tôm cá ăn cả nhà.
đục em đặt được hôm qua được đêm rồi đó cả nhà. Bữa nay em đi ra đổ coi thứ có gì không cả nhà, mà cả nhà đi theo chân em đi đổ đục luôn cả nhà. Ngay chỗ này nó không có thới bằng đợt rồi. Đây thành quả được nhiêu là cả nhà ơi. À, bọc tôm. Đằng này có cá bóng nè, cá bóng này bóng gì? Cá đó bóng trứng đó. Cá đó là ngon lắm. Bóng trứng nhìn màu đẹp quá. Cá đó là còn hiếm. Biết lâu mới có con cá. Có số đủ ăn mà cả nhà. Giờ em xin phép dừng video đây nha cả nhà. Sáng nay trời mưa em đặt được nhiêu đây cũng đủ ăn rồi cả nhà. Giờ em xin phép dừng video đây cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ với cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe nha cả nhà. Giờ em xin dừng video đây nha. Bye cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà vào video sau cả nhà.